Từ cầm lấy đá từ từ. Từ để nhỏ xong lại. Hôm nay là Ròm sẽ làm một cái món ăn là thích canh vịt. Tuy món này rất là nhiều người biết làm nhưng hôm nay là Ròm chưa giờ làm lần nào hết. Hôm nay là Ròm sẽ thử coi mình hãm thích canh có cái không. Đây là Ròm cho 3 muỗng mắm và 1 muỗng rưỡi nước ở đây. Và là Ròm sẽ thử cách tiết đánh thử hãm thích canh vịt coi nó ok không nha các bạn. Đây là đã lấy đủ tiết con vịt này rồi. Đây chỗ này mình lấy cái huyết hồng thôi các bạn. Mình đừng lấy cái tiết huyết đen. Huyết đen nó làm sẽ làm cho cái tiết canh mình rất là dở. Đây, rồi ok. Đây. Mình sẽ làm sạch con vịt và mình sẽ lấy một cái ít bộ đồ lòng của nó, mình sẽ hãm. Sau đó mình sẽ đi hái lên 2 mít. Mình sẽ 2 mít và ớt tiêu xanh cộng chút nữa. Là món tiết canh mình sẽ rất tuyệt vời các bạn. Trường có vô trường mình mở bụng ra đi. Nó có trứng các bạn, ơi. Thôi chết mẹ, bẻ trứng, của mình rồi. Ôi, kéo mạnh quá. Này đang thêm ổ đẻ, không biết, vậy là thôi. Cho nó đẻ rồi. Để mình cắt, mình cắt cái này nè. Tại vì cái dồi trường của nó với dính cái này nó chung với nhau. Mình đã xa hết, mình đã sáp muối sạch sẽ rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ thử thêm một nước nữa và mình sẽ bỏ cái nồi mình nấu trước. Càng ngon đây. Wow, trứng nó bể ra, cái nước nó ra. Trời ơi, trời thôi bể rồi. Mình đã hứa, mình đã nói với bản thân mình cuối cùng là mình cũng làm bể. Đúng sơ mật nó màu xanh ta. Kỳ lạ. Đây nè, cái tim của nó các bạn, nó có những cái vảy á. Mình mổ là sạch, mình cho nó sạch tại vì nó còn máu động ở đây nè. Đó. Nó mới thằng dây. Tiếp tục giờ mình làm cái này. Cái mề các bạn, cái mề lòng vịt nó rất là khó làm nên giờ mình mỗi khi mình làm mình phải đạp nó xuống, như vậy nè, lát nữa mình thích mình mới dễ bóc được. Dao khó quá. Đây đây đây, sẵn có đũa đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm lòng bằng chiếc đũa các bạn rất là nhanh. Mình sẽ bỏ vào lòng đây. Đây rồi, xong rồi đó, làm xong ấy, còn giờ mình cái mề mình đã đạp xong rồi đây. Rồi xong. Bóp. Cái này băm ra thái ra mà nó cái cành rất tuyệt vời. Đây. Mình sẽ quấn lại cái bộ lòng thành một cục, lát là mình thái ra là nó theo một cái sớ luôn, nó không có chạy được. Đây. Rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái nồi. Đây tiếp theo ngoài ra mình lại ra một cái ngoài cái mít các bạn. Mình sẽ hái những cái giá mít nè. Cái mít đực này kèm ăn chung rất là ngon. Đây. Mày hả con. Một hai luôn đi. Này cái gì đây? Hái mày luôn.
ăn kèm theo hương vị rất tuyệt vời. Đây nữa, đây đây, ăn tiết canh mình phải có tiêu tiêu xanh đấy các bạn, nhưng mà tội là tiêu mình nó hơi già rồi nên nó có nhân, nhưng mà tiêu xanh xanh mà mày ăn nguyên luôn rất là ngon. Mình thấy ít tin đăng nữa các bạn, trời cái món này là rất tuyệt vời, ăn kèm theo là rất ngon. Ngon. Đây nước này, nước này, nước luộc ở đây mình sẽ ra mình đã bỏ ít bột ngọt vào nữa và nó hơi nóng mình sẽ làm cho nó nguội. Đi ra kia. Đây. Thì mình sẽ tháo cái này. Người ta làm thường tiết canh vịt các bạn thì đấy á, là người ta chuẩn bị sẵn trước thịt, nhưng mà mình đây thì mình làm từ con vịt và lấy từ tất cả những con vịt luôn, phải ăn mới ngon mới tuyệt vời. Người ta làm ra băm mát nhuyễn các bạn, nhưng mà mình thì mình làm nhà mà ăn mà thưởng thức thì mình không cần băm nhuyễn đó, nhưng mà là tuyệt vời rồi. Mình có nước mình ngủ chưa, ngủ rồi, giờ mình gói tiếp. Mình có đông không các bạn? Qua không đông mà ở, không đông mà ở, tuyệt vời nè. Qua đã quá, đã quá, đã quá. Từ từ mình cho nó bằng chút xíu. Wow, rất tuyệt vời các bạn. Mình sẽ để nó như mình cho hơi nhiều nước thì phải. Này, thêm đây nữa. Này nó cần ăn món này rất ngon. Xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị là mình để trong vòng cỡ 15 phút sau cho cái canh mình nó đông. Mà không biết nó có đông được không, hồi nãy tiết của mình là mình thử là nó ok. Còn cách mình hãm tiết là không biết nó có đông được kịp hay không. Nhưng mà mình sẽ để trong vòng 15 phút nha các bạn. Wow. Ồ, thất sắc các bạn ơi. Tuy mình hãm tiết nó ngon nhưng hãm tiết không đông, nhưng mà khi mình đánh cái chắc mình bị sai thất sắc cái gì rồi. Ồ, nó không có đông gì hết. Không sao. Để mình thưởng thức luôn thử coi. Chắc là do thất sách rồi. Ngon. Nói mà chắc là chúng mình phải hỏi lại thì cũng có một tiền bối đánh như hãm như thế nào, là bây khi mà mình hãm tiết rồi mình bỏ bao nhiêu bột ngọt luôn cho nó màu đông, nó bớt độ mặn đi. Tiêu ngon. Chán rồi. Rồi. Mẹ ăn vô.
ngon thật, ngon các bạn. Tôi vui lắm, nhưng mà hôm nay mình đã giới thiệu các bạn về cái món mà tiết canh vịt. Tuy có một chút sơ suất nhưng mà mình làm rất ngon các bạn. Này nó đông xíu là ngon. Thôi bây giờ mình sẽ bỏ vô cho bỏ vô một chút xíu nữa cho nó đông lại. Chắc cái này chắc cái nửa tiếng nó mới đông được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Mình là Lê Ròn. Wow, quá ngon. Chào các bạn.